phụ trách của Mimosa thì có lẽ là trận đấu giữa Na'Vi thì phải. Tôi xem lại lịch luyện một tí. Sẽ là Secret Alliance. Chút nữa sẽ có Secret Alliance. Trận này thì sẽ xem thôi. Liquid còn trận nào không? Vâng, Liquid thì hết rồi. Sắp sửa sẽ là Secret Alliance này. Secret Vega và VP Vega. Thật ra thì nói không cát thì không đúng, mình sẽ cố gắng follow nhưng mà không thể nào mà hết mình được, tại vì là sức người có hạn. Không phải ngáo đâu bạn ạ, tất cả các trận đều đã được đẩy lên sớm rồi. Thế nên là trong khoảng độ một ít phút nữa thôi, Liquid họ sẽ đánh. Liquid à. Nói chung là trận gì thì cũng được nhưng mà sẽ không phải là trận này. Ok. Prepare for battle. Seconds to battle. The battle begins. Nói chung cái game đấu này chúng ta sẽ xem qua để biết tình hình thôi, còn sẽ chờ đợi game đấu giữa Liquid với cả Alliance. Cái lineup mà bên phía Team Escape Gaming họ lại chơi một cái đội hình mà khá là giống bên trước với Lifestealer, Warlock, Beastmaster, Win, Witch Doctor và Team Saw với Team Imperial, đó là LC, SF, Mirai, Razor, Rubik. Con LC farm safe lane. Một cái lối
lối chơi mà có vẻ như bên phía Team Imperial họ sẽ nuôi con SF này béo nhất có thể. Trận Liquid với Alliance có lẽ 5 phút nữa, à không, có lẽ 15 phút nữa thôi. Nghỉ tí đánh luôn mà. Online thì tức là họ sẽ đánh rất là nhanh, không để thời gian chết đâu, nhất là bo 1. Baby Nine đi mid khá là tuyệt. Farm 7 creep, deny 2 rồi. Mỗi điểm deny của Baby Nine thì có giá trị hơn rất nhiều so với một điểm deny của Timbersaw. Witch Doctor. Navi thua 4 trận rồi hả? Khổ vậy. Buồn quá à. Về lý thuyết là bị loại rồi, thế là coi như bị loại rồi còn gì nữa. Lý thuyết đã bị loại rồi thì đỡ sao. Hey. Trăm phần trăm là Navi bị loại à? Nói chung thì nó cũng là một cái hệ quả khi mà Navi họ chơi với những cái bài nó quá cũ kỹ, không có gì đột phá cả. Tôi là fan team nào? Vâng, tôi là fan Navi. Buồn lắm. Thì mấy ông này tung tin đồn nhảm ấy nhỉ. Thế là vẫn trên lý thuyết thì vẫn là còn cơ hội đúng không? Còn thực tế thì chưa chắc đúng không? Nó bật cao làm gì? Trong trận này mình sẽ chỉ xem thôi. Và không bình luận quá nhiều. Bạn nói là không có đánh wild card, cái vòng wild card thì nó chỉ dành cho TI là chính thôi, chứ còn mấy cái giải này thì làm gì có wild card. Bây giờ gần như là xác định đội vào là vào luôn. 12:30 là Liquid với Alliance. Baby Nine, BDK. Một thanh niên mà khá là nổi tiếng trong cộng đồng, tuy nhiên thì anh ta lại không có được những cái thành công. Bây giờ thì đang đánh cho team Imperial. Tôi đang thấy là đây là một cái team mà có được cái sự sáng tạo trong bán pick, có cá tính khá là mạnh, và mong rằng Baby Nine anh ta sẽ tỏa sáng. Nhưng mà đầu tiên sẽ là top 4 đánh bo 1 này, họ sẽ lấy top 4, 4 đội đứng đầu, sau đó sẽ vào đánh qualifier và nhánh thắng nhánh thua. Chả hiểu sao ông lại bảo là bán kèo được thì tôi cũng chịu. Major thì chắc chắn là không có bán kèo rồi. Các bạn bảo là mở studio không cát cho ESV nữa thì chính xác rồi. Bọn mình đã tách ra và thành lập 23 Creative, không còn là ESV nữa.
Trong ngày thi đấu hôm nay thì Navi thua 4 game và cửa đi tiếp của họ sẽ rất là mong manh, họ cần phải thắng 5 game còn lại. Những cái đối thủ còn lại của Navi thì không hề yếu tí nào cả. Và để thắng được 5 game liên tiếp còn lại thì tôi nghĩ cũng là một cái rất là khó khăn, biết đâu bất ngờ. Ngày mai Navi thắng 5 trận thì sao? Element Pro Gaming đánh. Bây giờ thì bắt đầu khu vực NA, khu vực Bắc Mỹ nên mà họ bắt đầu đánh cái vòng loại Boston Major. Ông vừa quay ra xem có những trận nào cái thì đã có first blood. Và Imperial là những người ăn first blood, đó là một cái pha đua của LC thì phải. Baby Nine đứng vẩy vẩy được, Baby Nine với Runehex của mình thì đang cố gắng trêu đùa thanh niên Giáp Do mà dính khá là nhiều đam, phải TP về rồi. Đấy, tự nhiên này. Trên Liquidpedia này có ghi là 12:30 sẽ có trận đấu giữa Liquid và Alliance. Chúng ta sẽ không chờ đợi đâu. Game đấu rất là hay. Trong tranh thủ trong lúc không có gì xem thì xem tạm một game đấu giữa Imperial và Escape Gaming. Chắc chắn là các bạn thì không thích xem mặt tôi rồi, nên là tôi sẽ không bật màn hình trời cái gì cả. Chúng ta sẽ xem game thôi. Thanh niên Ace này cầm Legion Commander lên cho mình cái giày face khá sớm, 1.600 tiền này, có lẽ vẫn là tích tiền lên cái Blink Dagger thôi. Con LC mà đi xếp lên 9 phút có giày face tầm 1.800 tiền thì tôi đánh giá là khá xanh. Đã phải đảo ra mid giết người một lần với con Giáp Do đi với con Roshan. Nhìn thấy một thanh niên rồi, đó là Rize, tôi tạm biệt Rize chết rồi. Đơn giản đấy, một cái pha mà đi ganh Witch Doctor và Life Stealer Kira có cho mình mạng. Vâng, sẽ cắt Alliance và Liquid. Game đấu này thì chúng ta sẽ cùng xem để biết tình hình của hai đội này thôi. Vấn đề là vẫn chưa có game kia. Có một số thông tin thì đã đóng kèo ở trên VP hay ở Dota 2 top hay cái gì đấy rồi thì cũng sắp sửa đánh rồi đấy. Thì nữa sẽ là Liquid Alliance. Các bạn hỏi là bên studio này thì có những caster nào thì đó là có mình, có anh Mỹ bướm, có Mimosa, có Tomia, có Hoàng Kỳ Anh. Hàng gang rep ở dưới này, Escape Game mình cặp vẫn bắn, cặp bắn full time luôn. Thế là đằng sau SF bùng cháy chết luôn ông Witch Doctor. Mình dự đoán Liquid và Secret sẽ là hai đội vào vòng trong. Trái tim của tôi thì thuộc về Navi nhưng mà lý trí của tôi thì là Liquid và Secret.
hai đội có vần ít nhưng thể hiện được rất nhiều. Đây rồi. Sung thì phải từ từ mới sung. Game vừa rồi chỉ là để xem tạm thôi. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đến với game đấu giữa Alliance và Team Liquid trong khuôn khổ Boston Major vòng loại châu Âu. Vòng Major đầu tiên sau TI 6 và ở đây Alliance họ đã ban đi Our Devourer, Team Liquid thì nó là Bad Rider của Jonas Songphan. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem cái lượt ban thứ hai của bên phía Team Liquid. Vâng, ban EIO rồi, Team Liquid họ ban rất là chuẩn chỉ khi mà đây là hai cái vị tướng mà bên phía Team Alliance họ sử dụng rất là thành thạo và có thể nói là cực kỳ bá. Còn Alliance thì sao? Có lẽ Shadow Demon sẽ là một cái lựa chọn hay. Không, họ quyết định ban đi Timbersaw của Matum. Em để ý kỹ một tí, bây giờ Team Liquid họ có 3 chữ M. My Control, Miracle, Matuaman, 3 core hero của họ đều có 3 chữ M. Và không hiểu rằng là có phải là một cái điểm báo là Liquid sẽ ăn Major hay không. Pick ngay Draw Ranger ở vị trí đó là carry dành cho Matuaman. Alliance sẽ có Dual Pick. Dual Pick dành cho Alliance thì rất có thể sẽ là Shadow Demon cộng 1. Khả năng rất là cao khi mà đây là một cái bài mà người Trung Quốc đưa ra và phát triển. Rồi thì cả thế giới học theo và có thể nói là một cái bài kết hợp được rất nhiều những cái đội hình. Vẫn đang suy nghĩ tới từ vị trí của Hanscan. Còn đó là Shadow Demon rồi. Còn cộng 1 thì cộng 2 thì chưa biết. Có thể là Luna của Loda. Có thể là Morphling. Vâng, chắc hẳn các bạn cũng còn nhớ một cái câu chuyện mà tôi kể đi kể lại rồi. Đấy là Loda thì là người đầu tiên mà cầm Morphling farm được 400 creep ở trong đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng đó là Mirana dành cho Alliance ở vị trí đi mid. Lim sẽ là người chơi Mirana. Team Liquid bây giờ họ sẽ có cho mình một sự lựa chọn đối với Draw Ranger như thế này thì liệu chăng có phải là một con Wind Ranger như những gì Secret đã làm hay không? Thật ra thì bây giờ Shadow Demon kết hợp với Centaur thì nó không khỏe nữa đâu. Bởi vì sao? Centaur thì bây giờ bóng của anh ta được tạo ra bởi Shadow Demon thì không còn được hưởng hiệu ứng của Return nữa, không còn phản đam lên trụ nữa thì phải. Không còn được hưởng hiệu ứng lên trụ nữa và cái bài mà sử dụng Shadow Demon và Centaur đi ủi nhà thì nó sẽ bị chấm dứt. Team Liquid thì họ pick vào Warlock. Pick Warlock để... Có lẽ là họ cần cái Disable diện rộng và một cái lượng sát thương lan khá là mạnh tới từ Fatal Bond. Alliance ban đi Beastmaster để tránh việc đối phương có được tầm nhìn, kiểm soát được bản đồ và có một cái disable tương đối mạnh xuyên BKB. Còn bên phía Team Liquid họ ban lên Luna. Ban Luna là một cái sự lựa chọn rất là chính xác bởi vì đây là một hero có khả năng boost tốc độ farm rất là mạnh ở giai đoạn mid game. Kết hợp với Shadow Demon thì các bạn cũng đã biết rồi. Và đơn giản và quan trọng thì đây là một hero đơn giản, dễ chơi. Nhất là những cái thanh niên như kiểu Loda giai đoạn này, không phải nói Loda là giai đoạn trung niên rồi, thì nên chơi những hero như thế. Reserve time.
Đang đó là Barney Storm, lên sau quyết định Barney Storm Spirit của Miracle. Đang có Drow Ranger mà nếu như thả Storm Spirit ra thì nó cũng là khá là mạnh mẽ. Đang Barney Naga của Loda. Và Alliance bây giờ họ sẽ có lượt pick. Nếu như con Mirana này không đi mid thì rất nhiều khả năng sẽ là Tiny dành cho Lim. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng Mirana đi mid sẽ hợp lý hơn ở trong meta hiện tại. Đánh Mirana support nó sẽ hơi tốn thời gian để lên những cái món đồ. Và cái stun của nó thì thực sự là hơi hên xui, mặc dù là có Shadow Demon úp lại để có thể timing stun. Tương đối vẫn là khó. Bây giờ thì để xem cái lượt pick này của bên phía Team Alliance như thế nào nhỉ. Có thể là Kunkka. Kunkka Shadow Demon cũng là một cái bài mà xưa như trái đất rồi. Và cái X của con Kunkka cũng rất là hay khi mà nó có quá nhiều tác dụng ở trong game. Đó có thể là một phương án giữ chân đối phương. Đó có thể là một cái phương án để hỗ trợ cho đồng đội mình di chuyển ở khắp mọi lane, cho nó giật thẳng về backup đồng đội. Tương đối là hợp lý. Không, Faithless Void giải cứu Alliance. Jonas Songphan sẽ cầm Faithless Void ở vị trí offlane. Có Faithless Void, có Mirana rồi. Đánh combat sẽ rất là mạnh. Và cá nhân tôi nghĩ là họ sẽ phải chơi một con carry tay dài, một Orc Mirai của Team Liquid, một con semi tanker giai đoạn early game. Và đó cũng là một hero support với khả năng gia tăng tốc độ xuất chiêu và tốc độ di chuyển cho các carry, rồi là có stun. Và nếu như anh ta may mắn thì có thể gây đột biến trong combat rất là nhiều. Như vậy là sẽ không có Rubik dành cho thanh niên Bubba như ở game đấu trước. Vâng, bên phía Team Alliance họ đã có offlane, họ đã có solo mid, họ đã có một support. Và cá nhân tôi nghĩ thì ở lượt pick này họ nên pick thêm một con support nữa để hợp thành một bộ đôi support. Các co hero thì ban đi tương đối nhiều rồi, tuy nhiên thì Gyrocopter dành cho Loda. Như vậy họ thể hiện quan điểm luôn. Vâng, có bạn vẫn là bình tĩnh anh em. Warlock có thể đi offlane. Vâng, Warlock thì có thể đi offlane được và vẫn sẽ có thể có Rubik dành cho Bubba. Nhưng tôi cam đoan là ở cái game đấu kiểu như này, nếu như mà có thêm một con Rubik nữa nó sẽ thành cực kỳ loạn luôn. Invoker dành cho Miracle, một hero mà Miracle chơi cũng rất là hay. Và bây giờ khi mà có sự hỗ trợ của Drow Ranger nữa thì mid lane thuộc về Miracle là cái điều chắc chắn. Nếu như không có sự hỗ trợ của support, một đấu một với một con Invoker đánh tới đường lửa có lượng sát thương tới Drow Ranger là không thể. Khi mà solo mid của Lan nhiều khả năng là Mirana. Vâng, Lan quyết định là chờ một cái hero carry tay dài. Đúng như tôi đoán thì nó lại là một con Gyrocopter. Cá nhân tôi nghĩ thì một cái lượt pick mà cũng khá hay khi mà Gyrocopter khả năng đánh nhau sớm, farm tương đối nhanh và là một hero mà có thể lên BKB first item sau những cái item nhỏ được. Một cái luxury item đầu tiên có thể là BKB mà không bị ảnh hưởng đến tốc độ farm. Tương đối hợp lý khi mà đánh với đội hình của Drow Ranger, Warlock, Orc Mirai với Joker. Alliance họ quyết định là ban đi Tide Hunter, Team Liquid ban DP. Có nghĩa rằng Team Liquid họ nghĩ Mirana để đánh ở vị trí support. Tôi thì không nghĩ vậy. Và liệu Liquid đúng hay tôi đúng đây? Liquid bây giờ họ sẽ cần pick một con offlane. Và ở đó vẫn còn, để xem nào, offlane mà có thể hỗ trợ tốt cho cái lineup này phải là một con offlane mở được combat. Tide Hunter bị ban, Beastmaster bị ban, Faithless Void đối phương cướp mất, Bad Rider tự ban. Thế thì bây giờ chơi con gì? Vâng, các bạn bảo Loda là best Gyrocopter thì đây là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Khi mà win rate của bên phía Team Alliance mỗi khi Loda cầm Gyrocopter rất thấp. Đúng rồi, còn Darkseer và Slada
Vâng, và nếu như tôi đoán không nhầm thì có thể sẽ là Daxia dành cho Mike Control. Slada là hợp lý để có thể có track phát hiện tàng hình của Mirana. Tuy nhiên thì một con Daxia có khả năng đi lên mạnh mẽ hơn thì cùng Vacuum đặt tường để Invoker thả skill thì có lẽ nó sẽ hợp lý hơn một chút. Vâng, nó lại là Sand King dành cho team Liquid. Bây giờ thì Alliance họ sẽ có một cái lượt pick. Liệu có phải là bất ngờ dành cho team Liquid khi mà Mirana này sẽ đánh support hay không? Bây giờ mà xuất hiện một cái hero solo mid kiểu Tiny hay là SF gì đấy thì đúng thật là đối phương sẽ rất là bất ngờ. Tuy nhiên thì con Mirana và Shadowhuman sẽ phải hoạt động rất là tích cực. Phyllis Void và Gyrocopter sẽ phải hoạt động độc lập tương đối nhiều trong khoảng thời gian early. Vâng, Zeus tại như bên phía Team Alliance và chúng ta vẫn chưa biết rằng con Zeus này sẽ đi đâu. Miracle cho Invoker để chắc chắn rồi. Matum sẽ là người cầm Draw Ranger. Handscan cầm Mirana, như vậy là Lim chơi Zeus. Vâng, một hero mà sẽ cần hỗ trợ tương đối ở mid đây. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu này trong vòng ít phút nữa khi mà các player sẽ lock vào game. Vâng, Lim, Loda, Jonas Songphan, Handscan, EGM, liệu họ có làm nên bất ngờ trong một cái đội game được đánh giá cao hơn, đó là Liquid với Matumaman, Miracle, Mind Control, Booba và Kuroki hay không? Cái lượng sát thương phép của Alliance đang là rất nhiều. Vâng, và một cái game đấu mà có lẽ rằng team Liquid họ sẽ phải làm mọi cách để cho Invoker xanh. Ba thành viên của bên phía team Liquid sẽ phải di chuyển rất nhiều trong game đấu này, đó là Mind Control, đó là Warlock và cả Ogre Jai nữa. What the fuck? Draw Ranger support trong tay của Kuroki. Chuyện gì đang xảy ra? Matuaman mới là người cầm Warlock. Mua đồ. Vâng, Kuroki mua đồ như thế này rất có thể sẽ là carry. Vậy thì Matum thực sự hơi sai rồi. Mind Control sẽ là người đánh support chăng? Tôi thực sự chưa hiểu lắm với cái quyết định này của bên phía team Liquid. Kuroki có thể đánh carry được và là một carry cực kỳ chất lượng. Và có thể sẽ làm con Draw Ranger farm rừng ngay từ đầu. Như vậy thì Liquid họ sẽ tận dụng được tối đa tài nguyên. Nhưng áp lực lên các lane của họ sẽ là rất lớn khi mà đối phương thì có những hero khả năng đánh nhau sớm với Roaming Gang. Và chúng ta sẽ cùng được chứng kiến lại một carry huyền thoại chăng khi mà Kuroki trước đây chính anh là người đã chặn đứng cái chuỗi trận của Loda trong thời gian mà SK Gaming còn làm vua làm tướng ở Dota 1. Một cái thần đồng tuổi teen đã chặn đứng được cái chuỗi chiến thắng của SK Gaming thời đó, mà Loda là cái chim đầu đàn. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem Matuaman mua đồ như một support. Và Kuroki sẽ là người chơi carry trong game đấu này. Rồi, Matuaman ngay lập tức là sử dụng skill để có thể harass Jonas Songphan. Rồi, và Loda ở đây thì đang bật sấy lên để có thể sấy vào Mind Control cũng như là Booba. Nhưng mà ở level 1 thì cái lượng sát thương gây ra bởi skill 1 là không nhiều. Úp lại, có stun tới từ Mirana, tiếp tục sấy vào.
Rất có thể sẽ là First Blood. Handscan có được First Blood. Mike còn trốn chọc Stun lên Invoker và Sunstrike. Nhưng Thái Dương hạ sàn là chưa đủ sát thương. Nhưng rất may là Loda, anh ta vẫn không thể nào mà dứt điểm được Mike còn trốn nhanh. Và thế là Mike còn trốn vẫn lấy được mạng của support đối phương. Tuy nhiên thì bây giờ bị bò đầu bò đít rồi. Chọc Stun là chính xác, không xin lỗi các bạn là bắn Stun, nhưng phải là chọc Stun và sẽ nhường mạng lại cho Handscan chăng. Loda không với được tới để bắn hay là anh ta không muốn đây. Mirana ngay lập tức đã có giày Winlace và 270 tiền. Thật ra thì các bạn nói là Burning còn đánh support được thì Matumaman dễ thôi. Nhưng các bạn nên để ý rằng role chính của Burning khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp thì nó vẫn là support. Vâng, tên hổ đến rồi nhưng mà lại không trúng vào người của Mirana. Xin lỗi bạn, không trúng vào người của Miracle mà lại trúng vào con Creep. Lim ở đây thì suýt chút nữa là nằm xuống. Nó sẽ giúp rất là đẹp. Muốn để minimap hình hero à? Mình sẽ chỉnh ngay thôi. Đó, sẽ phục vụ tất cả các anh em rất nhanh thôi. Đã có bình của Zeus và anh ta sẽ di chuyển ra mid. Với skill 1 thì hoàn toàn thể kiểm soát được cái lane này tốt thôi. Invoker thì anh ta đánh theo cái đường đó là QE. Đã cộng một điểm Q và liên tục sử dụng Q để regen. Vâng, Kuroki liên tục là harass vào người của Phelous Void. Anh ta đã có được cho mình tới 10 last hit và deny 5 rồi. Miracle có 12 và 4. Zeus thì cũng có 12 với việc anh ta sử dụng giật set của mình để pha. Mình không có cái lý do gì mà để anh ta thua kém Creepstart cả. Vẫn cắm Sentry ra và Phelous Void là người đập vỡ được Sentry trước. Tình huống đó thì hơi thắc mắc là tại sao Phelous Void thì không có cái gì để phá nhanh cả Tango thì đã dùng hết rồi, chưa có cho mình Killing Blade. Và trên top thì lại là chọc Stun nhưng mà Sunstrike là tuyệt. Vâng, Shadow Demon anh ta bây giờ mới chết. Mind Control sẽ bị chase vào nhưng mà đã hết sạch những cái disable cũng như là lượng dam tới từ Loda. Một đổi một và hai support đổi mạng cho nhau. Vâng, Phelous Void lấy được cho mình một cái bounty rune. Vâng, giày face dành cho Loda phút thứ 3, farm rất nhanh. Trong cái game đấu mà thực sự là mang cái tính bất ngờ rất là cao khi mà Kuroki là người cầm Drow Ranger, chúng ta sẽ cùng chứng kiến cái màn thể hiện của một carry huyền thoại. Vâng, Lim anh ta sẽ bớ vào đây, có thiêu đốt tới từ Bubba. Bubba tiếp tục là đấm vào cái đùi gà của mình. Cold Snap đã tung ra và có lẽ là với cái hàn băng liên trưởng này thì Invoker sẽ người ăn mạng không. Đó là Bubba với đùi gà của mình. Vâng, một chầy nấu giả cầy. Và Zeus phải bỏ mạng lại. 3 đều phút thứ 4, một game đấu khá là đậm máu. Có lẽ là không dở hơi đến mức là đi đổi máy đâu. Trận đấu này thì Kuroki cầm carry là sự thật rồi. Vâng, tiếp tục là di chuyển vào bắn và Jonas song pha phải tham quắc thôi. Vâng, gây sức ép rất mạnh lên trụ. Vâng, Invoker thì bơi rất sâu lên và trên này thì sao, double kill dành cho Mind Control với việc là Loda cùng với Shadow Demon phải nằm xuống. Vâng, Bubba đang thực hiện những cái màn roam gank cực kỳ chính xác. Cold Snap vào đầu của Lim bắn rất đau nhưng có TP tới từ EGM nên sẽ bỏ qua cho Lim thôi. Vâng, có lẽ là Nexus quay cam hơi Sida, sẽ phải đổi thành viên khác không. Vâng, 5-3 nghiêng về Liquid. Thực sự thì Liquid họ đang có được một cái thế trận ổn hơn rất nhiều. Và đây thì lại là một tình huống stun chính xác của Handscan sau cái úp tới từ EGM. Và liệu có đủ sát thương để giết Bubba hay không? Sunstrike được tung ra với Invoker có mạng EGM. Nhưng rút xuất hiện, anh ta burst down rồi. Cắn cần lên, Mind Control sẽ chết trước. Handscan bị nổ độc ra và Lim có cho mình double kill. Giày mana sẽ được mua ngay sau đây khi anh ta đang ở rất gần Secret Shop. Và có bạn hỏi tại sao Kuroki cầm carry thì câu trả lời là mình thích thì mình cầm thôi. Miracle di chuyển ra, một giật vào đầu Miracle. Miracle còn rất nhiều máu cũng như là anh ta vừa cắn stick lên. Bật Q có thể regen và sẽ lùi lại thôi. Một game đấu cực kỳ là đậm máu.
Miracle lên cho mình một cái Ring Aquila. Rất lâu rồi tôi mới thấy một con Invoker lên Ring Aquila, chứ không phải là chỉ là một cái Basilus. Lên Ring Aquila, cái mục tiêu của anh ta đó là tăng thêm cho mình cái lượng stat để chống burst down tới các thành viên bên phía Team Alliance. Sử dụng smoke ra tới các thành viên của Liquid và họ đang vòng sau. EGM có mặt ở đây để backup những người đồng đội của mình, nhưng EGM đã là mục tiêu bị dính trưởng, và đó là Thái Dương hạ sàn Invoker. 8 năm nghiêng với Liquid. Kèo 10 kill như thế này thì có lẽ sẽ thuộc về Team Liquid thôi, khi mà tôi đang nhận thấy con Senking và con Nocturne di chuyển rất hợp lý. Invoker mua thêm cho mình một cái găng tay và rất có thể sẽ là hướng đến cái Hand of Midas. Không phải là rất có thể nữa mà là chắc chắn thôi. Dina con này đi ạ, dùng Zeus. Thề cái file đó đáng nhẽ phải Dina ăn creep chứ. Rồi đây thì Kuroki bị bắt vào, đó là tên hổ chính xác sau cái úp của EGM, tôi cam đoan là như vậy. Và sau những cái màn roam gank tới thì những support của Liquid họ để lộ ra cái khoảng trống, đó là Kuroki không có cho mình được cái sự chăm sóc cần thiết và anh ta nằm xuống. Gyro ở trên này thì còn tệ hơn khi mà một mình, một cõi. Khả năng cao là Loda anh ta sẽ phải nấp trong cái turn này. Loda để có cooldown, có thể thả cooldown ra để đuổi Mark and Joe về cũng như là farm. Tuy nhiên anh ta quyết định chọn phương án đó là ẩn nấp. Vâng, Shadow Demon thì làm gì đây? Vâng, vẩy khế chúng Matum rồi. Úp Matum lại, do nó không fan di chuyển lên. Sẽ có tên hổ chính xác. Vâng, bài này được thực hiện rất nhiều lần rồi. Thà mình rất chuẩn ở Mirana, anh ta lại có mạng. Vâng, Mirana liên tục giết người. Mirana đã có tới 4 mạng cái dây mana. Và 900 tiền mới chỉ có phút thứ 8 rồi. Vâng, và chúng ta cũng điểm qua một chút với network của player hai bên. Thì Mirana đang sở hữu đó là 2.500 network bằng với Draw Ranger luôn. Invoker và Senking đứng đầu, Zeus hơi thọt, Loda đang khá khổ. Vậy là Boy không khá khẩm hơn các thành viên còn lại cho lắm, tuy nhiên anh ta đang có cơ hội để ăn trụ. Trên này là ba thành viên bên phía Team Liquid, họ đẩy trụ vào với lượng sát thương của Draw Ranger và những cái disable hỗ trợ nếu như đối phương lao ra đép. Loda di chuyển ra mid rồi, nhưng một mình Loda thì lấy cái gì giữ chân Invoker đây? Lim anh ta cũng không còn quá nhiều mana để có thể gây lên cái lượng sát thương lớn nữa, và ở dưới bot vậy là Boy last hit được cho mình một cái trụ. Ông Miracle thì anh ta vẫn tiếp tục là farm thôi. 1.200 tiền cho Mirana rồi. Nếu như Mirana cứ tiếp tục cái tốc độ như thế này, anh ta hoàn toàn có thể hoàn thành cái gậy xanh ở phút thứ 20 như một con co vậy. Ăn Ground Ranger thì sau những cái item như là giấy gỗ, như là Ring Aquila, anh ta sẽ hướng đến cho mình một cái Dragon Lance. EGM cắm Sentry ra và anh ta phát hiện ra ward của đối phương, chắc chắn là sẽ đi ward ở đây thôi. Và các lane của bên phía Team Alliance thì bây giờ đang thua thiệt hoàn toàn. Nói chung thì Liquid họ vẫn đang làm rất tốt, khi mà bây giờ Matumaman cũng đang có được cho mình khoảng trống để lấy level. Cần cho mình một cái level 6. Sau khi có được thả gạch rồi thì họ sẽ stick lại và push. Tôi tin rằng là như vậy. Đó là một cái giày máu dành cho Ogmogai. Thêm nữa là một cái Magic Stick và một cái Smoke Raindrop, rất là nhiều những cái món item mà nhỏ lẻ dành những con support rất là tốt thôi. Mở cho mình cái smoke lên và đang di chuyển. EGM ở đây thì sẽ bị dồn dam vào, Sunstrike được thả ra bằng một pha xử lý mà có thể nói là rất nhanh, rất nguy hiểm. Killing Spree thuộc về Miracle. Thái Dương hạ san là ăn mạng. Liquid họ đang trình diễn cái bộ mặt mới sau những cái lần gây thất vọng ở giải Dream League cũng như là Dota Pit. Alliance thì thực sự là đang ngợp trên đối chơi. Vâng, lồng của Zona sâu phàn. Và cái này thì người ta gọi là đúng là cái lồng này. Lồng như một cái lồng khi mà Michael Jordan đây ta thi đấu quá là tỉnh táo với Blink Dagger của mình được. Và đây thì Miracle lao lên với Rune Hex của mình. Và anh ta di chuyển về Epicenter của Michael Jordan, tung ra bằng hai offlaner đang xử lý cái quái gì này. Michael Jordan làm cái gì đây? Vâng, ngay sau một cái pha lồng
lồng dở hơi của Jonas Sofa này. Michael Jones có một pha động đất dở hơi không kém. Tình huống vừa rồi là một cái tình huống mà tôi cũng không hiểu là Liquid họ muốn làm gì ở khu vực trên top. Không có sai. Vâng, một cái tình huống đúng đúng như các hảo hán ngày xưa hay nói là trao đổi chiêu thức. Vâng, nhường nhau từng phần một. Ở trên này thì Jonas xong pha, xong cái pha thoát chết thì anh ta sẽ tiếp tục pha thêm với Antalan giày gỗ và Ring Bacillus. Thì item tiếp theo sẽ là Vladimir. Kuroki đã khá thoải mái với sự hỗ trợ của Mind Control, và nếu như Jonas xong pha láo thôi anh ta hoàn toàn thể chết. Vâng, 9-7 nghiêng về Liquid với kèo 10 kill bây giờ thì có thể nói là đang rất là căng. Vâng, smoke tới từ các thành viên của bên phía Team Alliance. Họ muốn bắt vào Matumaman ở mid, cần một cái pha di chuyển lên và úp tới từ EGM. EGM đi khá sâu, mình chưa hiểu lắm. Thế bây giờ Liquid có người ở đây rồi. Mind Control blink ra, anh ta bị úp lại, sẽ có tên hổ được nhồi vào. Mind Control anh ta stun được và di chuyển và lên khu vực high ground. Zeus vẫn burst down, quá đau. Và killing spree lại thuộc về Handscan với một pha thả sao di chuyển về tới các thành viên của bên phía Team Alliance. Và 9-8 những ai bet kèo 10 kill dành cho bên phía Team vâng, cái kèo 10 kill mà những người mà đang bet cho Team Liquid thì cảm thấy rất là sôi động khi mà họ đã có cho mình tới 9 mạng. Nhưng mà những người bet cho Alliance ấy thì cũng không nên cảm thấy buồn đâu, khi mà một pha combat to có thể nảy ra thôi. Thì hai mạng là cái chuyện rất là đơn giản. Vâng, đó là Khiên Aegis dành cho Invoker. Dire's middle tower is under attack. Vâng, 2000 network chênh lệch nghiêng về Liquid. Radiant's top tower is under attack. Vâng, cô thì ăn Roshan rất là đơn giản với những con đệ của mình thôi. Đây thì Buba đang di chuyển vào nhưng ngay lập tức Forkstab đi và Lim anh ta đã đứng ở một vị trí an toàn. Smoke vẫn còn hiệu lực trên người của Matumaman và Mind Control nó một trụ dành như Invoker sẽ đẩy vào. Rồi, Miracle anh ta đang có được cho mình Khiên Aegis và rất tự tin với lượng sát thương tới từ Kuroki. Vâng, cái trụ này sẽ bị gục rất là nhanh. Vâng, bật trống lên để tăng tốc độ đánh rồi và sẽ di chuyển lùi về. Hai trụ rất là EZ dành cho Liquid và Alliance. Họ chưa biết làm cái gì để đép cả. Mind Control sẵn sàng để có thể di chuyển vào với một cái Blink Dagger của mình. Nên nhớ rằng cái skill bar của Zeus bây giờ không phá Blink nữa. Một cái bãi stack rất to dành cho bên phía Team Alliance. Và người ăn được sẽ là Gyrocopter với Flak Cannon của mình thôi. Sẽ đứng ở một cái vị trí đó là mé và bắn xuống và cắt cây ra để bắn xuống rồi. Vâng, thì nói về Invoker của Miracle thì các bạn biết rồi đấy. Nó là một con Invoker hoạt động độc lập. Gần như là anh ta sẽ tự làm, tự ăn, tự sống luôn. Và cái lối chơi thì nó vẫn là hiệu quả là trên hết. Có thể sử dụng toàn bộ skill để clear creep và đẩy lên, hút lẻ. Ở đây có Smoke sử dụng ulti rớt ra và nhìn thấy đó là Miracle. Tuy nhiên thì Phaelos Void anh ta không dám tham warp và mở lồng khi biết rằng đằng sau Miracle là rất nhiều người. Mind Control cũng blink lên, Buba thì vẫn đang chạy bộ và không tìm thấy mục tiêu để có thể stun. Miracle đang có được một cái lượng sát thương nó là khổng lồ ở thời điểm phút thứ 15. Các bạn có thể nhìn thấy búp la Kriti lên thì nó là gần 300 dam. Lấy thêm một trụ nữa. Lô chơi của Liquid bây giờ là Clastic Push. Họ có cho mình đó là thả gạch, có Epicenter và Stun của Senking. Họ không ngần ngại đối phương ập ra đánh được cả Buba di chuyển vào rồi. Biết được rằng Loda đang farm Ancient và đứng ngay ở đây để có thể ngăn cản đối phương. Sẽ lấy cái trụ 2 ở khu vực dưới bot. Vâng, đây là một cái trụ rất quan trọng của Team Liquid. Xin lỗi các bạn,
của Team Alliance mà Liquid cần phải lấy. Nếu như còn để cái trụ này thì Loda vẫn có thể farm engine được. Nhưng bây giờ mất cái trụ này rồi thì Loda sẽ cần rất cẩn thận và sẽ phải gần như luôn luôn ở trong cái tình trạng có thể bị ganh vào nếu như anh ta farm bạ engine. Mà có khi là bên phía Team Liquid họ vào cướp luôn. Loda ở đây thì đã có cho mình đó là cái Dragon Lance gần 800 tiền nhưng 16 phút này hơi ít. Vâng, đúng như tôi dự đoán là vào ăn cướp luôn. Kuroki đã sở hữu hàm Dominator rồi. Handscan ở đây thì đang bị dồn skill vào. Mind Control bị một giật set, anh ta cần phải di chuyển ra. Trời, đánh thánh vật rất là đau nên không thể nào mà nhờ được. Vâng, burst dam rất nhanh tới từ Gyrocopter cùng những cái đồng đội của mình và lấy mạng của Mirai. Vâng, đã phải sử dụng tới anti của Zeus rồi và các thành viên của bên phía Team Alliance họ sẽ cần phải lùi về để farm thêm thôi. Vẫn còn lồng của Void. Tuy nhiên thì Liquid họ cũng sẽ né tránh giao tranh và mục tiêu họ hướng đến là những cái trụ. Vâng, 9 đều. Lại thở rồi và đây có một tình huống cold snap vào đầu của Handscan. Rất may là Handscan ra nhảy về. Vâng, Handscan như vậy đã có hai mảnh của gậy xanh. Farm rất là nhanh thôi, Miracle ở đây sẽ TP về. Không làm được gì cả. Miracle đã có giày bay Hand of Midas, một cái ring Aquila, một cái trống 2100 tiền. Sắp sửa sẽ bán cái Magic Wand này đi để có thể cầm cho một cái gậy xanh. Sau khi có gậy xanh thì Invoker sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình. 18 phút. Và con Zeus nó hơi nghèo. Cái veo, cái phỏ. Nói nghèo thì cũng không đúng, không thể nào mà xanh bằng Invoker hay là Midas được. Cái lối chơi của Alliance họ sẽ phải dựa vào cái việc họ đi giết người khá khá. Tuy nhiên thì bây giờ họ đang bị đối phương snowball khá nhiều, đối phương ép về cái lượng trụ. Side map không có và cái việc họ đi gank bây giờ chẳng khác nào tự sát cả. Và quyết định sẽ phải lùi về và farm phòng thủ thôi. Faithless Void hoàn thành xong Vladimir và có cho mình đó là 900 tiền. Miracle ở đây thì tiếp tục là đi farm. Những con Invoker mắc farm như này thì nó cũng là một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Tôi chơi cùng một con Invoker như thế khá là nhiều. Không, cái Blink Dagger dành cho Invoker như vậy không phải là gậy xanh sớm. Quyết định lên Blink để tăng cái độ cơ động. Vâng, 19 phút và Liquid. Để xem nào, bây giờ Liquid thì họ cần phải làm gì? Vâng, Liquid họ sẽ phải lấy nốt cái trụ 2 ở trên top. Sau đó họ đợi con Roshan tiếp theo và họ sẽ lên high ground. Commit to Team Alliance. Cái họ cần bây giờ là đối phương phạm sai lầm. Đối phương phải di chuyển vào những cái khu vực mà nó thực sự là không hợp lý để Faithless Void có thể úp lồng và họ burst dam vào, giết được người và kéo dài game đấu ra thêm một chút để cho Gyrocopter có đồ thì sẽ là dễ chơi hơn khá khá. Vâng, mở lồng ra của Jonas Song Phan rồi. Người đứng trong lồng là ai? Đó là Drow Ranger. Drow Ranger anh ta phủ Silent TP về nhưng có lẽ sẽ không TP được đâu. Faithless Void lấy được một cái mạng rất đáng giá, đó là 626 tiền. Vâng, Mind Control ở trên top thì anh ta đang chờ đợi cái điều gì đó đây. Đang chờ đợi đối phương di chuyển ra sai lầm à? Có lẽ là không có đâu. Nhưng mà bây giờ Lance họ mất lồng rồi, họ sẽ không đép cái trụ 1. Xin lỗi các bạn, không đép cái trụ 2 ở trên top nữa. Cố gắng đép 2 Graf, Faithless Void cho farm đến chết. Các bạn có thể nhìn thấy Miracle vẫn sử dụng cả thiên ngoại lưu tinh của mình để có thể farm creep như tôi đã nói. Vâng, để đẩy cho nó nhanh. Vâng các bạn, anh em nào mà bị xoay kênh thì các bạn ấn F5 cái là được luôn. Phần mềm của bọn tôi thì không hề có drop, có lẽ là do mạng của YouTube, server của YouTube thôi. Miracle đã có cho mình đó là hai mảnh của gậy xanh, sắp sửa có mảnh thứ ba và đang giàu quá mức cho phép với 13.000 net worth, gần 13.000 net worth sau 20 phút. Trong khi đó người giàu nhất về phía Timberlands đó là máy bay với 8.000, gần 8.000. Vâng, Alliance ăn kèo 10 kill rồi.
Vâng, Mind Control sử dụng đó là Epicenter. Có cả Sunshine, Handscan không chết. Nổ ra hit cuối này. Nổ ra hit cuối không được khi mà Handscan anh ta đã TP được về nhà. Như vậy là dồn rất nhiều sát thương vào người Handscan. Handscan không chết và bây giờ thì Zeus xuất hiện với một cái rune hết. Nhưng mà TP trước mặt của Zeus rất là đơn giản thôi khi mà Zeus đã sử dụng Lightning Bolt. Nói chung thì tôi đã nói ngay từ cái lúc mà Miracle đang ăn Roshan là cái kèo 10 kill ấy, thì thực sự là nó rất là khó đoán. Khi mà một bên thì cứ né tránh giao tranh và bút trụ, còn một bên thì không dám thò mặt ra lên luôn, chứ đừng nói đến né tránh giao tranh. Vâng, Draw Ranger cũng sẽ cố gắng lên cho mình một cái gậy xanh. Miracle thì đã hoàn thành xong, đó là cái gậy xanh rồi. Ông farm nhé, đỡ sao, 14.000 net worth. Vâng, có bạn vào hỏi Matumaman đánh support à? Vâng đúng, Matumaman là người đánh support trong trận đấu này, đó là con Warlock với một cái Pai. Sau 22 phút, một cái giày mana. 011. Ông Sen King cũng sẽ cố gắng lên cho mình một cái gậy xanh, lại mua thêm cái hút. Sẽ cố gắng lên toàn những cái pai thôi. Warlock sẽ hướng đến một cái pai này. Sen King cũng sẽ hướng đến một cái pai. Và cả một cái thanh niên đấy là Orc Mirai cũng sẽ hướng đến một cái pai. Và nếu như cả ba cái này được bật mà bật khéo thì gần như cái lượng sát thương của Zeus gây ra là không có. Gyrocopter với cooldown level 2 thì cũng không thể làm gây quá nhiều sát thương được. Anh ta sẽ dựa vào sát thương tay để chủ yếu giai đoạn late game. 2.600 tiền cho carry chính của bên phía Timberlands nhưng mà anh ta vẫn chưa lên đồ. BKB sẽ là một lựa chọn hay. Blink Dagger 1.700 tiền cho Fearless Void. Mình rút từ đó là Forkstab với Veil Discord 2.100 tiền. Mirana hoàn thành gậy xanh. Và có cho mình đó là 700 tiền nữa rồi. Con Shadow Demon này sẽ là một con support bán máu. Bây giờ mới cầm được giày. Các bạn có thể nhìn thấy Shadow Demon không? Vâng, Smoke tới bên phía team Liquid để di chuyển. Đây là thời điểm Liquid họ cần phải giết người. Vâng, sẽ ăn nốt con đệ này của Gyrocopter rồi, di chuyển vào khu Roshan. Ăn Roshan. Vâng, ăn rất là nhanh. Và bây giờ sẽ là những tình huống tiến lên high ground của đối phương. Snowball rất là mạnh mẽ tới từ Liquid. Và Liên minh Thụy Điển của chúng ta thì vẫn chưa biết làm cái gì ngăn chặn đối phương lại. Khiến Aegis được cầm Invoker. Và để lên high ground bây giờ thì để lên high ground bây giờ thì có lẽ là bên phía team Liquid họ sẽ sử dụng Sen King. Sen King sẽ blink vào stun, một phương án vừa để disable đối phương, vừa để lấy sai luôn cho Invoker cũng như là thanh niên Draw Ranger có thể đứng bắn. Draw Ranger thì xong gậy xanh rồi. Và bóng của Shadow Demon bây giờ sẽ bị clear rất là nhanh. Invoker khá là mạnh mẽ của mid lane. Anh ta có gậy xanh ngay lập tức tàng hình đi. Liquid vẫn đang chần chừ, họ vẫn đang đợi. Vâng, trong cái bản cập nhật mới nhất thì Pi bây giờ đã stack lại với nhau. Không phải là stack mà là khi mà bạn bật nối tiếp thì sẽ được. Không còn như ngày xưa là hết hiệu ứng của một Pi, bạn bật Pi tiếp theo thì không được tính hiệu ứng nữa. Mà bây giờ thì các bạn có thể bật nối tiếp và gần như là nó thành bật chồng được nếu như mà khéo.
Miracle đang farm quá điên cuồng, 3.300 network rồi. 26, xin lỗi bạn, 3.300 tiền thừa. Và network đang là 17.000. 26 phút như thế này thì thực sự là một con invoker mà không thể ngăn cản. Găm một cái tên lửa vào đầu của Magatro cũng chẳng thể làm gì hơn. Faithless War ở dưới này thì nhiều khả năng anh ta sẽ cùng những người đồng đội của mình rút về thôi. Miracle có Kinegis, anh ta đang di chuyển với Ghostwalk của mình. Có lẽ là bên phía Team Alliance biết điều này, họ ngay lập tức sử dụng Moonlight Shadow và rút về. Đánh rất là cẩn thận. Thật ra bây giờ thì Alliance cái lượng sát thương phép họ gây ra sẽ là không có mà khi mà đối phương đang có cho mình quá nhiều hút. Sen King sẽ lên gậy xanh. Thằng ông này thì đã mua headdress rồi, sắp sửa có hút. Ông này cũng có 700 tiền. Thằng xin lỗi các bạn, chuẩn bị có pai, đã có hút rồi. Còn sắp sửa có pai rồi, mua headdress và lên cho mình một cái pai. Thằng Liquid họ vẫn muốn mân xác đối phương, vẫn chưa muốn lên thẳng high ground. Chuyện gì đang xảy ra với một cái đội game mà với một cái phong cách rất là mạnh mẽ lại đang sở hữu lợi thế rất lớn, chơi cực kỳ cẩn trọng. Thằng Loda đã xong BKB rồi. Vâng, Pai dành cho Orc Magi. Và Warlock cũng sắp sửa có Pai. Thực sự thì bây giờ bên phía Team Liquid họ nên lên high ground. Tôi muốn nhìn thấy một cái pha lên high ground bên phía Team Liquid. Làm gì thì cũng phải có lần đầu. Trong một cái game đấu mà cứ sợ như này thì gần như là bên phía Team Alliance họ sẽ vẫn có được cái con creep cho mình khi mà Liquid đang dâng các lên rất là cao. Và nếu để về lâu về dài thôi, Faithless Void này rồi là Zeus cũng như là Gyrocopter nó bắt đầu có những cái lượng đồ lên, một cái úp lồng vào khi mà đang lên high ground thì còn thảm họa hơn rất nhiều so với bây giờ. Drow Ranger được búp tốc bắn lên, nó bắn cứ trông giống cái thằng dở hơi không. Gậy xanh nó farm rất nhanh, cái bãi stack rất là to. Loda chuẩn bị từ nãy. Cuối cùng thì đối phương đớp mất. Vâng, ăn giày, ăn cả bít tất, ăn cái đất xung quanh, ăn người, ăn mạng, vâng, ăn trụ thì ăn nốt luôn cả creep. Drow Ranger lên cả bộ set nữa rồi. Một cái món item mà giúp cho Drow Ranger clear creep rất là nhanh. Bên phía Team Liquid thì họ vẫn sẽ chỉ hướng đến những cái trụ thôi. Mind Control thì đứng ở đây định làm trò gì đây? Đang lại là Blink xuống ngay. Miracle thì lên xong cho mình để lock Terrain Core. Hoàn thành xong một cái món trang bị cực kỳ hoàng kim. Và bây giờ có lẽ là lúc nên lên high ground. Không nên để game đấu kéo quá dài. Vâng, Smoke tới bên phía Team Alliance. Loda đang đứng ở một vị trí mà khá là hớ hênh. Tuy nhiên thì Alliance họ vẫn sẽ không thể làm gì được nhiều khi mà Liquid đã di chuyển quá xa. Mình cố gắng ăn trụ 1 cơ. Smoke để ăn trụ 1 cho nó phải về. Thật sự luôn là có một cái trận đấu mà bên phía Team Liquid họ sẽ cố gắng để cho Miracle full item thì bắt đầu mới lên. V
Vâng, Miracle đứng ở đây để có thể săn người, nhưng mà liệu có săn được ai không khi mà Alliance họ đang di chuyển khá là stick lại với nhau. Vâng, Zeus đang có mặt ở đây rồi. Miracle có thể giết được Lim. Có thể giết được Lim, nhưng đó là một pha sử dụng anti. Như vậy là Miracle blink vào trong góc hẹp và anh ta TP về. Vâng, các bạn nói là phải có Roshan thì... Lúc nãy thì cũng đã có Roshan rồi, nhưng mà vẫn chưa lên. Quyết định là sẽ no dồn đói góp. Vâng, tức là đã không lên high ground thì thôi. Đã lên là lên một phát đục thẳng vào throne luôn. Vâng, Warlock thì có gì rồi nhỉ? Vâng, Warlock thì đồ vẫn thế thôi. Nó là Nguyễn Y Vân. Vẫn y nguyên. Không hề có thêm cái gì, có thêm khoảng 1.300 tiền. Check qua một chút về item. Faithless Void có cho mình cái Manta. Loda thì vẫn chỉ là BKB, Dragonlance, một cái Hemnator. Còn Lim thì anh ta có khá là nhiều những cái món đồ để có thể có quay cho combat. Và đây Handscan bị bắt với pha thả gạch. Thôi tạm biệt Handscan rồi. Sẽ không thể chạy được đâu. Mạng dành cho Invoker, Killing Spree và đáng giá 341 tiền. Vào đây và sẽ ăn Roshan. Thế cô đâu rồi? Cô ơi! Ê! Vâng. Huyền Diệu. Cô gái xấu xí. ...2600 tiền rồi. Ground Ranger di chuyển vào bắn Roshan, bắn rất là đau. Khi Negis có lẽ sẽ thủ với bên cô vẫn tiếp tục là những tình huống cancel TP. Không hiểu lắm. Các bạn thể thấy Invoker đang hưởng quá nhiều những cái hiệu ứng Alacrity, Pie này, Precision Aura này và cả Bloodlust. Tốc độ giá chiều rất là cao, cầm cho mình thêm cái cheese và 4.000 tiền. Và Ring Aquila để bán nốt đi anh. Để lại thì không đúng, tại vì là khi mà anh có tiền rồi mà anh vẫn tiêu đồ lẻ, người ta gọi anh là thằng keo kiệt. Drow Ranger burst down vào, tiếp tục là găm tên lửa vào đầu Drow, anh liên tục là hồi máu. Drow anh ta di chuyển ra được. Cầm khiên Aegis có BKB gậy xanh, búa set Dragonlance, vẫn để cái Helm Dominator ở nhà. Bây giờ là thời điểm lên lên high ground, nó lên thì cũng hẳn là lên, đứng push trụ thôi, tầm bắn Drow Ranger khá là xa Dragonlance. Anh ta có thể đứng từ dưới cầu lên được. Vâng, Vạn Lý Cuồng Phong Invoker vào có Thái Dương Hạ San nữa, nhưng mà Lim né được. Và combo hơi xịt của Miracle. Rồi, bây giờ sẽ là một cái pha mà bên phía Team Alliance họ sẽ phải tính toán rất kỹ trong cái tình huống chụp lồng Faithless Void. Nếu không muốn Liquid họ sổ thẳng được vào nhà. Vâng, Miracle tranh thủ cái khoảng trống đang được tạo ra. Lên top, Mind Control cũng vậy, xuống bot và dâng cả ba lên lên rất cao. Một pha tổng lực của bên phía Team Liquid. Tôi đoán là như vậy, Handscan lao ra clear hết grip với Starphone của mình và anh ta lại di chuyển vào. Vâng, thả cả gạch ra để có thể ăn grip. Vâng, Mind Control đang ở đâu trong tình huống này? Anh ta cần lao lên, vẫn bắn rất đau của Drow Ranger. Và Handscan lao ra burst down. Bây giờ Mind Control xuất hiện rồi, có Manticast thẳng vào đầu của Hổ, nhưng mà Hổ anh ta vẫn sẽ sống rồi. Fox Staff lùi về, Drow Ranger vẫn chưa chết. Ở trên top thì sao? Miracle anh ta rát được một trụ. Jonas Song Fan thì đang cố gắng đứng đép ở khu vực này, có sự xuất hiện của Loda, Flux Cannon thì sẽ là đép của tôi. Cái trụ hạ 3 ở khu vực mid lane đang bị cấu máu rất là nhiều và cần thêm một hit nữa của Drow Ranger, chỉ một mà thôi. Vâng, sát thương của Invoker nhỏ hơn 300 là do anh ta chưa búp Alacrity, nếu mà búp vào thì chắc chắn là hơn 300.
đi cùng với cả aura của Draw Ranger, cái lượng sát thương của Invoker rất là lớn. Đó, bạn thấy đấy, Invoker để liên tục là sử dụng skill ra để có thể farm creep thôi. Sẽ là đầy, đầy, đầy. Smoke tới bên phía Team Alliance, họ muốn bắt người. Nhưng đối phương đang có tới tận 4 thành viên ở cuộc mid lane. Nếu như Alliance di chuyển ra, tôi tin, tôi cam đoan là Liquid họ sẽ có một combat chiến thắng với 4 thành viên như thế này. Kèo này là một cái kèo mà bên phía Team Alliance họ sẽ rất là khó đánh, họ sẽ phải cố cung ở trong nhà. Tuy nhiên cơ hội cho họ vẫn còn, khi mà 4 thành viên của bên phía Team Alliance thì đang có network khá là đều nhau và xếp hạng từ 3 đến 6 luôn. Liquid đang chơi một cái đồ Dota lập trình bởi thiên nhiên người Đức và bây giờ thì sao, bằng suýt chút nữa thì đã cũng phải có bắn mở lông được ba người. Cooldown Helicopter đang free hit ở ngoài sẽ bắn chết được Invoker. Zeus cũng tung ulti ra double kill cho Loda. Mind Control đang yếu máu và Mind Control cũng đang phải nằm xuống rồi. Draw Ranger Kuroki vẫn đang bắn những BKB của Loda, double kill dành cho Dasofan. Và liệu có phải là team white Draw Ranger, anh ta bị stun rồi và đó sẽ là team white. Triple kill dành cho Loda và Alliance, họ đẹp thành công lượt thứ nhất. Một tình huống có thể nói là Fearless Void anh ta xử lý quá hay với lồng của mình. Và bây giờ có lẽ các thành viên của bên phía Team Alliance họ sẽ push lên thôi. Vâng, liệu có phải là lật kèo hay không? Vâng, 4.000 tiền dành cho Fearless Void rồi. Loda thì cũng đang có được cho mình, đó là 2.500 tiền sau khi đã mua một cái Javelin. Một pha mở lồng của Jonas Songfan mà tôi đánh giá là không thể tuyệt vời hơn. Một tình huống đúng là cho các thành viên bên phía Team Liquid ăn lồng. Pha đó thì Miracle không kịp làm gì. Thực ra là có sử dụng số skills cùng các thứ nhưng mà anh ta cũng không thể làm gì hơn khi mà Fearless Void đã có một cái pha lồng rất là đẹp như vậy. Giết Draw Ranger thì là mất đam. Liệu rằng Liquid họ có phải trả giá khi mà cơ hội đã đến vài lần nhưng họ quyết định không làm. EB dành cho Mirana rồi. Mirana này có Blink EB dày mana và một cái Kaginim Scepter. Đây là một con Mirana đánh co chứ không phải một con Mirana support. Pha đấy thì không kịp thả anti chứ không phải là không thả anti. Warlock pha đó bị disable trong lồng và bị đánh cho đến chết. Fearless Void lên defuse. Zeus anh ta lên đa gồng. What the... Anh sẽ là burst dam. Vâng, Miracle đây, ta di chuyển vào, bị phát hiện rồi. Miracle làm cái gì thế này? Loda có cho mình mega kill, đuổi theo mở lồng được hai người, trong đó có Warlock và sẽ lại không có gạch. Đó sẽ là Killing Spree của Lame Draw Ranger bị cô lập trong vòng vây. BKB lên và cố gắng bắn nhưng sẽ là BKB của Loda liên tục dí vào và Draw Ranger ta sẽ phải chết thôi. Epicenter giãn đất của Mind Control và Mind Control bị cô lập hoàn toàn. Còn bắt anh ta có thể sẽ bị chase đến chết trong tình huống này. Liệu có di chuyển lên hay không? Di chuyển lên tới Jonas xong pha nhưng đó là Blink cũng như là một pha chọc rất là xa từ Mind Control, đó là chọc có gạch xanh thôi, chưa dùng Blink, bây giờ mới Blink này. Và Mind Control anh ta sẽ thoát, người duy nhất sống sót. Tôi không hiểu Miracle anh ta làm cái trò gì trong cái pha vừa rồi, khi mà anh ta di chuyển vào một cái vị trí không thể nào mà tin tưởng được. Vâng, network đã bị lật tới 12.000 rồi. Hai combat 12.000 net worth.
Nói gì đi? Hãy nói đi. Velesvor 2.800 tiền nữa rồi. Loda thì đã có 2.700 nữa. Xong cái MKB và Satanic Incoming không nói nhiều. Còn Mirana có 1.200. Zeus thì có bao nhiêu? 1.700. Vâng, tiền nhiều quá à. Shadow Demon thì sau cái kiếp nghèo, bây giờ anh ta đã cũng có giày máu, một cái gem và 1.500 tiền. Kuroki thì anh ta đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà con Raranger cái bản chất nó không phải là một vị tướng quá siêu nhân. Cái tác dụng của Raranger trong một cái game đấu competitive thì nó chỉ là sử dụng cái aura búp đam cũng như là đứng bắn trụ thôi. Sen King là cái người cần phải bị blame trong cái pha vừa rồi khi anh ta không thể nào mà backup cũng như tiếp cận combat được. Mặc dù có gậy xanh bling, gậy xanh tăng cái khoảng cách sử dụng stun của anh ta lên tới 1.300. Thằng Invoker có lẽ bây giờ phải cần cái BKB, Sci-Fi là chưa đủ. Và vẫn cần cầm quyển sách để cắn. Vâng, có bạn nói là phần thắng của Liquid vẫn cao thì tôi lại không nghĩ là vẫn cao được đâu. Tại vì sao? Xét về cái mặt combat tổng, Erlen xó hơn. Chúng ta phải thẳng thắn với nhau là như thế, khi họ có Chrono rất chủ động với Blink. Bên phía team Liquid họ cao tới cái lông bằng cách nào? Đó là Warlock. Nhưng Warlock trong những cái tình huống vừa rồi anh ta không đủ cho mình những cái item để có thể đấu giá vị trí. Nói thẳng là như vậy. Và quan trọng nhất là Raranger và Invoker. Cái việc mà hai player này họ đánh thực sự là đang hơi chủ quan. Rồi và thế trận đang dần trở lại thế cân bằng. Và thực sự thì bây giờ Alliance tôi lại nghĩ họ là những người có lợi thế hơn. Vâng, 19-11 và những người ăn nhiều mạng hơn lại là Erlen sau 2 combat. Bên Liquid thì họ có cho mình khiên Aegis và tiến vào khu vực Roshan. Nhưng mà lại chưa có Roshan để có thể lấy Aegis. Nhưng Miracle đang ở đâu? Vâng, Miracle anh ta có BKB rồi, coi như là đầy đủ item rồi nhá. Bây giờ thiếu cái Moonshard cắn vào nữa thôi. Smoke tới từ bên phía team Alliance và họ đang di chuyển vào. Họ biết rằng đối phương sẽ ăn Roshan, có scan được sử dụng tới từ Liên minh Thụy Điển nhưng scan không trúng. Và họ vẫn quyết tâm di chuyển vào. Raranger có thể sẽ là mục tiêu bị bới trong cái pha này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu rằng Alliance họ có thể làm được điều gì trong cái pha Smoke này hay không. Tôi chưa nhận thấy bất kỳ một động thái gì là Alliance có thể làm nên chuyện cả nên họ sẽ rút về. Thực sự là các bạn vẫn kêu game này chán thì tôi không hiểu nữa. Sau hai cái pha combat thì máu lửa lật kèo như thế thì game đấu này không hề chán. Đây là một game đấu mang nặng về tính chiến thuật. Nó thực sự là không có quá nhiều những cái tình huống mà đánh nhau thực sự là đẫm máu. Tuy nhiên thì những cái pha combat thì cả hai bên đều thể hiện được cái tính chiến thuật của mình. Và những người mà thành công hơn đấy là Alliance với cái lồng. Và bây giờ thì những người ăn Roshan sẽ là Liquid.
Alliance liệu có muốn đánh hay không. Alliance chơi an toàn rồi. Đừng họ lùi về. Kuroki bắn. Trông Kuroki bắn tanh quá. Nhanh quá. Và Kenegas đánh cho Kuro. Thật ra thì cơ hội đang là 50-50. Thật ra 50-50 thì không đúng. Đủ khoảng 55-45. Alliance là những người có cho mình 55. BKB dành cho Fearless Boy. Và chúng ta sẽ không chờ đợi đến pha combat tiếp theo để biết xem rằng ai sẽ là những người thực sự là nắm cái cán cân trong game đấu này đây. Vâng, smoke ra tới tự lần, họ đang di chuyển vào, đi đầu là Lim. Buba đang bước vào một cái thế mà họ là có thể chết. Xin lỗi bạn, không phải smoke mà đó là Moonlight Shadow. Vậy là smoke bật BKB lên, anh ta chưa mở lồng thả gạch được rồi. Shadow Copter vẫn bắn và Buba phải nằm xuống. Quắc ra thì Fearless Void có Koda Kuroki bắn khá đau. Và đằng sau thì sao, Michael Chone anh ta vẫn chưa dùng stun. Bây giờ có stun lên rồi. Loda, Loda thì sao úp lồng được một mình Draw Ranger thôi. Và Michael Chone đang bị bắn cắn chi Slade in vô cơ ngoài sử dụng combo của mình. Và đó chỉ là khi này Giz thôi. Hans Ken di chuyển ra được Jonas. Sông Phan đang bị burst down vào tường băng của Invoker là khá khó chịu. Có Sunstrike được tung ra, Silent Fearless Void. Và đó là 2-2. Alliance họ mất đi một coi hero, còn Liquid mất bộ đôi support. Bây giờ thì Liquid họ sẽ tiến lên high ground đối phương khi không còn lồng nữa rồi. Một pha có thể nói là thi đấu không hay tới từ bên phía Team Alliance, với tình huống mà sử dụng Moonlight Shadow và di chuyển hơi vội vàng tới từ Fearless Void. Và giờ thì chúng ta cùng chờ xem bên phía Team Alliance họ có thể ghép được hay không. Loda cũng tương đối là khỏe rồi, có được cho mình đó là hai mảnh của Butterfly với nương hồ điệp kiếm. Và đang để tiền để bài bác Invoker vẫn đang biểu diễn ở khu vực ngoài này. Vẫn bắn tên hụt của Hanscan lao ra cũng burst đá bật Fortify lên. Và Alliance họ vẫn sẽ đẹp được. Rồi đây bắn khá đau nhưng ngay lập tức là Defending Blast của Invoker vẫn đang găm tên vào Invoker lên. Anh ta có chạy được hay không? Như vậy anh ta chạy được rồi. Nhưng đó là con đệ của Invoker và lấy được Green Rex của bên phía Team Alliance. Ở tình hình buyback thì bây giờ Invoker có buyback, Draw Ranger có buyback, Zeus, Gyrocopter, Sand King và Mirana. Nói chung đều là những cái core hero quan trọng. À, có Fearless Void cũng là core hero quan trọng nhưng không có buyback. Butterfly là Loda, như vậy Loda sẽ không có buyback. Có lẽ rằng Alliance họ biết bên phía team Liquid sẽ không dâng lên quá cao khi mà họ có lồng. Và Loda tự tin. Ở đây thì có lồng với Invoker rồi. Burst down chắc chắn là đủ với đa không nằm tới từ thanh niên Zeus. Và Invoker chết trong một nốt nhạc. Xin lỗi các bạn, chỉ là đa không 4 thôi. Nhưng quá đủ để giết Invoker. 85 giây cho Miracle, anh ta vẫn còn buyback. Đó là lồng của Fearless Void và Invoker đã phải ăn lồng. Ông tiếp tục sẽ là những cái pha dâng lên tới từ Alliance. Ông tình huống giết quá nhanh. Ông bây giờ thì mới là đa không 5. Loon Reiko. Ngu Reiko. Không phải đâu. Cái pha đó thì Miracle anh ta có buyback và anh ta tự tin làm như vậy. Tôi nghĩ là cũng làm cái giải pháp để câu lồng của bên phía Timberlands. Không biết là lãi hay là như nào. Vâng, sẽ tiếp tục là những cái màn farm bất tận tới từ cả hai bên. Sẽ đợi cooldown xong hết tất cả các chiêu cuối thì bắt đầu là họ sẽ tiến lên. Uh,
Nói chung là khá là khó hiểu. Thật ra lồng thì cũng chẳng phải là 60 giây đâu. Lồng thì cũng là... À không, có scepter thì là 60 giây. Vâng, ở đây thì cố gắng bắt vào người của một thanh niên bên phía Timberlands. Nhưng đó là lô đào với BKB của mình. Bắn quá đâu. Invoker, Invoker đang bị dồn đào vào Invoker. Một Invoker nếu như anh ta chết thì đâu sẽ là đài bắt được Lim. Lim có cho mình đó là Mega Kill. Và Sand King cũng phải bị đập chết ở trong này. Đó là Zona Sông Phan rơi chen rồi. Một cái game đấu mà có thể nói là đang căng cù kèo luôn. Liquid bất ngờ quăng hết tất cả lợi thế của mình đi sau những cái pha đi lẻ chết ngáo. What the hell, what the hell. Tôi xong rồi. Và sẽ tiến lên nhà của đối phương, cố gắng tràn sân đối phương. Alliance họ phải tận dụng tối đa cái tình huống này. Vâng, không phải là dieback của Invoker nhưng ta đã tốn tiền. Xin lỗi các bạn những pha vừa rồi không để ý cho lắm. Vâng, đã lấy được cái trụ ba rồi. Và bây giờ thì liệu rằng bên phía team Liquid họ có lao ra hay không. Fearless Void vẫn còn lồng. Vâng, côn đao được mở ra, tiếp tục bắn vào. Gyrocopter đang có một cái lượng sát thương khổng lồ. Chọc stun ra chính xác rồi. Bounty cast vào đầu của Gyrocopter. Thả cả gạch ra BKB. Thế thì Gyrocopter anh ta sẽ di chuyển ra được. Hai con golem cũng để làm cái gì đâu. Sử dụng đó là anti ra tới từ Zeus. Handscan bị thiêu đốt vào. Tiếp tục là đuổi ra. Một stun tới từ Microtron. Anh ta sẽ đuổi vào và giết được mọi người của Hổ hay không. Hổ sẽ chết. Đó là mạng dành cho Orc Mergai. Và các thành viên của bên phía Timberlands họ rút về được 91 giây của Mirana trên bảng. Và bây giờ có Invoker rồi, sẽ lại là push. Vâng, game đấu đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Fearless Void thì thực sự là một cái player mà tôi đánh giá khá cao trong game đấu này. Anh ta liên tục có những tình huống xử lý hay. Gyrocopter thì bây giờ cũng rất là khỏe rồi. Cá nhân tôi nghĩ bây giờ Gyrocopter nên lên cho mình cái Satanic để trụ vững hơn trong combat, cũng như là heal lại cái lượng máu mà anh ta bị cấu. Còn Zeus thì thề luôn là có một cái thanh niên lên đồ trông cực kỳ tạp nham, siêu nhân cầm bốn gậy. Ông già nhưng mà rất là nhiều gậy. Còn cô thì liên tục là sử dụng đó là những cái skill của mình, những cái farm creep với gậy xanh hoặc tiên linh cò. Anh ta rất cẩn thận. Một Loda đang bị dồn vào. Vâng, Loda bị dính đó là bạn lý quốc phòng, nhưng mà anh ta không bị làm sao cả khi mà các thành viên bên phía team Liquid không có mặt ở đó quá nhiều. Một tình huống Sunstrike ra, Loda mất cái lượng máu rất lớn. Vâng, cái Rain Rex của Alliance lại bị Miracle ăn trộm ăn cắp rồi. Cái pha đẩy đệ vào thôi. Vâng, một Satanic dành cho Gyrocopter. Gyrocopter vẫn còn 1.800 tiền, mình ta vẫn còn buyback. Một game đấu mà chỉ có Sand King và Warlock không có buyback thôi. Matumama thì có cho mình đấy là gậy xanh 1.500 tiền. Tuy nhiên thì hiện tại anh ta cũng sẽ chẳng lên được thêm cái gì cả. Anh ta sẽ phải giữ tiền để buyback để nhỡ có may mà chết trước khi thả được gạch thì cũng còn cái buyback. Có bạn vẫn vào bảo là xem Secret đi thì bọn tôi làm cái gì thì cũng phải làm cho nó đến cùng. Xem game nào thì xem cho nó đến hết game, chứ không thể nào mà đang cắt game này nhảy sang cắt game kia kiểu như vậy được. Bằng EB gậy hack Blink Dagger và Gunim Scepter dành cho Mirana rất là xanh. Playless Void có 7.000
4.700 tiền rồi. Ta di chuyển vào khu vực Roshan để scout. Vâng, bắt Zeus ở đây, Hex rồi vào rồi, đang có câu snap bắn khá đau. Tuy nhiên thì anh ta không chết khi mà có Moonlight Shadow và có thêm cho mình cái gậy lốc. Vâng, và có backup đến từ đồng đội Miracle. Dưới này thì là úp lồng hai người, có hand scan nữa, nhưng lượng sát thương là không đủ. Hex được một thành viên vào, đó là Mind Control. Mind Control liệu chết hay không, thả gạch trúng được Miranda thôi. Và Miranda anh ta leap ra được, đã sử dụng toàn bộ những cái tuyệt chiêu tới từ cả hai bên. Và Erlang họ cần phải rút về. Liquid cũng không nên đuổi theo quá sâu làm gì cả, và không còn lồng nữa. Bây giờ là thời điểm bên phía team Liquid họ có thể lên được high ground. Mặc dù không có thả gạch nhưng họ sẽ có hai golem và lượng sát thương rất lớn, và EMP cũng như là lốc vào Loda. Anh ta được úp lại bằng thảm cái meteor ra, úp lồng của Valence Void, và Loda vẫn có thể bắn được. Waker Sing double kill, Zona xung phán cũng có double kill, và Drow Ranger nhiều khả năng cũng sẽ phải nằm xuống. Đó là một cái refresher được mua trên người của Valence Void, quá bất ngờ. Và Liquid họ bị team wipe. Unstoppable dành cho Zeus và Alliance, họ sẽ tiến lên các lane còn lại. Vâng, một tình huống mà Jonas sông phản gây bất ngờ cho đối phương với một cái refresher để ở nhà. Vâng, Liquid ăn lồng rồi, và Alliance họ sẽ tiến lên. Những tưởng rằng không còn lồng nữa, Liquid họ lao thẳng vào như những con thú rất là khát mồi. Nhưng Alliance, một tình huống mà có thể nói Jonas sông phản tuyệt vời, úp lại còn canh mé để cho Aerocopter bắn nữa. Thôi, đó là khi Aegis dành cho Loda, và một cái cheese đang được vứt liền xiển dưới đất chưa dành cho ai cả. 56 phút trôi qua, và bên phía team Liquid thì tôi chưa nhìn thấy cái được cái sự thực sự là sau khi form cái đội hình mới này, tôi thấy team Liquid nó đánh với giai đoạn late game nó cứ bị sai lầm kiểu gì ấy. Nó không thực sự là một cái đội tuyển có được đủ độ lạnh lùng. Và Alliance quyết định push high lên, nhưng mà các thành viên của bên phía team Liquid đã ra rồi. Lốc được Loda lên, combo vào với Invoker, bật Fortify lên, Defending Blast ra Loda tí chút nữa thì hẹo, nhưng ta không hẹo rồi. Sẽ là quăng chi cho Loda cắn và bắt đầu hiệp 2 rồi. Thực sự thì đây là một cái game đấu mà chúng ta có thể nói là cái tính chiến thuật cũng như những cái combat đẹp nó được phô diễn ra rất là nhiều. Đầu tiên thì phải kể đến cái chiến thuật rất là mạnh mẽ của team Liquid, đấy là Deadbone. Họ lấy toàn bộ trụ ngoài của Alliance trong khoảng độ 20-25 phút. Còn bên phía team Alliance thì họ thực hiện những cái pha combat thực sự là rất đẹp với cái lồng của Void, và đang khiến cho bên phía team Liquid gặp khó khăn. Đây thì Loda anh ta bị dồn đam vào, đồng đội của Loda đâu, Loda vẫn đứng bắn bật BKB lên rồi. Quyết tâm ăn được một lên, Erlang họ sẽ ăn lên này và họ di chuyển ra, không còn BKB nữa thì có lẽ họ sẽ lùi về. Vẫn còn cho mình đấy là Satanic cũng như Khiên Aegis, Loda sẽ an toàn. Vâng, và bây giờ thì Valence Void anh ta đã có hai lồng chưa nhỉ? Vâng, Valence Void có hai lồng rồi, và Liquid họ sẽ phải rất cẩn thận trong những tình huống di chuyển. Nhưng mà dù gì thì cũng phải nói rằng là phòng thủ bao giờ cũng dễ tấn công.
khi mà lần tấn công thì có khi cái lồng nó lại không được đẹp như vừa rồi nữa. Và có sự Moonlight Shadow di chuyển vào tới Loda. Loda vẫn bơi lên rất là mạnh mẽ thôi. Vâng, đứng bắn này, BKB lên, bắn Rex. Làm gì bố thì làm, di chuyển ra chắp stun trượt của Mind Control. Và bây giờ sẽ là mở lồng được Invoker, nhưng Loda bị stun chưa hề có sát thương. Thả gạch ra rồi, liệu có giết được Invoker hay không? Rút Kurabikai ra, Invoker đã chết rồi, cái đợt thức bài bách ra. Tiếp tục lao vào, Liquid họ sẽ mất hai người. Và Raw Ranger nhiều khả năng cũng sẽ chết. Raw Ranger anh ta bài bách ra, có AP Center đã tung ra rồi. Loda có cho mình Godlike, Loda hết Santanic, hết BKB. Anh ta vẫn còn khiến Aegis bài bách cho của Palace Boy. Và đây Sand King ta bị stun vào, Buba cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Buba vẫn còn chút máu chưa chết, bật Ghost lên Sand King, anh ta vẫn có thể sống được. Nhưng Sand King anh ta liệu còn có thể về đây không? Không nữa rồi, khi mà có sự xuất hiện Palace Boy, mất khiến Aegis của Loda. BKB đến Jonas Sofan, anh ta vẫn còn lồng, liệu anh ta có lồng hay không? Không lồng, di chuyển ra, Loda cũng được Fox về và combat có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Từ từ đã, bên phía Timberlands họ vẫn muốn đánh. Invoker sử dụng combo ra BKB tới từ Loda. Sao lắm BKB thế? Vâng, tiếp tục di chuyển vào để bắn Rex. Vâng, lốc ra, lốc trúng được rồi. Và timing rất chính xác, có cả Sunshine. Loda, Loda bị hex vào rồi, nhưng có côn đảo ngăn cản bước tiến của Batman. Úp lại và lấy bóng của Loda ra để có thể bắn vào. Vâng, rất là giật. Vâng, có lẽ là một tình huống mà Dota TV không tải được. Vâng, ở nhà mình thì bên phía team Alliance cũng đã mất khá khá rồi, khi mà xe đẩy lên, nói chung là mỗi lên của họ thì còn một Rex. Một cái trận đấu mà có quá nhiều hiệu ứng skill, xong rồi nhiều người xem, Dota TV tải kiểu gì nhỉ? Một cái trận đấu có thể nói là siêu căng thẳng. Một giữa đêm rồi vẫn còn có 1.800 người xem. Thực sự thì đây là một cái game rất đáng xem với những người mà yêu thích chiến thuật. Loda anh ta có cho mình đó là một cái Abscadi với 3.245 máu, 25 cộng 9 giáp. Và có cả hiệu ứng Mist tới từ Butterfly để giết Loda trong một nốt nhạc là rất khó. Có cả Satanic nữa thôi. Ở đây thì bắt người vẫn bắt được ai? Bắt được Shadow Demon thôi. Và các thành viên bên phía Liquid cần phải bỏ chạy. Shadow Demon buyback ra rồi, Faithless Void. Tôi cần nhìn thấy một cái lồng, anh ta vẫn chưa úp lồng. Bắn tên của Mirana là trượt. Và có lẽ Liquid bây giờ họ sẽ di chuyển về. Chuyển lên tới các thành viên của bên phía Team Alliance. Liquid bây giờ đang phải bỏ chạy. Thực sự thì Alliance họ muốn push để có thể kết thúc game đấu này ngay trong cái thời điểm hiện tại. Và tôi đang nhìn thấy Faithless Void cùng với Mirana. Họ muốn làm gì đây? Faithless Void lao ra. What the fuck? Một tình huống mà muốn bắt Sand King chỉ là Sand King thôi. Đó là một cái lồng lỗi của Faithless Void. Và bây giờ thì có lẽ Alliance họ nên lùi về. Họ nên lùi về. Vâng, quẳng RO ra rồi. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta cần cẩn thận. Vâng, cạn lời cho pha vừa rồi, không biết bình luận gì thêm. Rất nhà kê. Các bạn có thể nghe thì giọng tôi cạn lời. Trong một game đấu rất căng thẳng, thỉnh thoảng có vài tình huống hài hước như thế. Không, trong những tình huống đấy không phải là bết mà. Chắc chắn con voi không dở hơi, nó dùng một cái lồng của mình để bết đâu. Giữ hai cái lồng lại đánh combat thì còn hơn. Không, làm gì 60 giây, voi làm gì có gậy xanh mà 60 giây. Lồng cũng đang 110 giây mà. Sẽ là chờ hai lồng lại đánh tiếp. 64 phút rồi.
Invoker không có buyback, Ground Ranger không có buyback. Chắc hẳn Alliance biết điều này, họ tính toán rất là chuẩn. Đây là một cái đội game mà tôi biết rằng cái những cái thông số cũng như là những cái mechanic thì họ nghiên cứu rất là kỹ. Và bây giờ họ muốn kết thúc game đấu ngay trong cái pha này nếu như mà họ giết được Invoker. Vâng, Void có hai lồng rồi. Và Loda lại bơi lên với Moonlight Shadow đang bị làm chậm khá nhiều bởi skill 3 của Warlock, nhưng mà vẫn sẽ là bắn thôi. BKB lên anh. Không cần BKB luôn, bị stun vào rồi. Timing stun của Sand King. Vâng, úp lại để có thể bắn, sẽ là bắn nốt. Bật BKB lên rồi thì đối phương bật Fortify, cooldown được thả ra. Vâng, câu chuyện vẫn cứ là làm thế nào để có thể ăn creep của đối phương. Xin lỗi bạn, ăn mega creep thôi. Bây giờ thì di chuyển xuống lên bot. Alliance họ đánh rất là từ tốn. Sand King thì bây giờ anh ta sẽ là một cái hero mà rất quan trọng. Anh ta sẽ là người mà có thể nói gần như là backup cho bên phía team Liquid, cùng với cả Matumaman, với Warlock. Những phát thả gạch, những phát chọc stun là những cái mà cần phải thực sự là chính xác. Nếu như anh ta làm lỗi thôi thì các core hero bên phía team Liquid chết rất là nhanh. Vâng, game này thì là bo 1 bạn ạ. Handscan clear creep rất nhanh với double starphone của mình. Loda lại sẽ bơi lên thôi. Vâng, ở đây chọc stun được vào Zeus rồi. Nhưng mà chưa một cái thành viên nào bên phía team Liquid dám lao ra cả. Loda vẫn đứng bắn, vẫn găm tên vào người một ai đó. Sunstrike được tung ra. Loda vẫn còn rất trâu. Loda tiếp tục đứng bắn để chọc stun vào Loda. Loda được úp lại và có vẩy Silent vào đầu của Zeus. Vâng, ném gạch ra rồi. Loda có BKB. Fateless Void chưa dám làm gì hết và tiếp tục thả cái côn đao. Bật Satanic lên, giết chết hai con đệ và sẽ quay trở lại. Epicenter của Microtron ở bên trong này. Và đó là lồng của Fateless Void. Mở Manta ra, dồn đam vào, vẫn chưa chết. Ở ngoài này thì sao? Tiếp tục là dồn đam vào người của máy bay, nhưng máy bay được cover, máy bay lùi ra. Lim của Monster Q sau khi anh ta kết thúc được mạng của một người, úp được Invoker vào rồi. Tôi cần nhìn thấy thêm được sát thương nữa. Invoker đang bị có rất đau, rất đau. Anh ta vẫn chưa chết. Tam quắc vào những bị stun. Ở ngoài này thì đang cai được các thành viên khác bên phía Team Berlin ra. Và máy bay phải buyback rồi. Zeus cũng sẽ phải chết. Zeus cần phải buyback trong pha này. Tiếp tục bắn Loda đang phải bỏ chạy. Mind Control, anh ta cần phải stun. Mind Control bị stun rồi. Ở đằng trong thì Fearless Void đã phải nằm xuống. Tiếp tục là lao ra tới Invoker. Loda anh ta di chuyển. Nếu như Loda chết trong pha này thì có thể Alliance sẽ thua. Loda bị stun rồi. Loda bị hack rồi. Loda bị dồn rất nhiều đam và anh ta nằm xuống. Không có buyback nữa. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì Liquid sẽ có cơ hội tràn trề để có thể tiến lên nhà của đối phương. Khi Fearless Void đã chết, Zeus đã chết, anh ta không hề có buyback thì phải. Vâng, Zeus không có buyback, Loda không có buyback, Void có buyback, nhưng để làm gì? Thôi xong rồi. Divine Rapier dành cho Liquid, chính xác hơn dành cho Drow Ranger. Như tôi đã nói rồi, cái lồng khi bạn phòng thủ nó sẽ dễ dàng hơn một cái lồng khi bạn tấn công rất rất nhiều. Và Divine dành cho Kuro, thượng phương bảo kiếm, tuyệt thế hào kiếm. Kiếm gì thì cũng là kiếm thôi, vẫn bắn đau thế này thì đỡ làm sao. Rồi lao vào để càn đối phương. Fearless Void dieback thôi xong. Không nên chảy cối làm gì cả. GG tới bên phía Team Alliance sẽ được gõ. Thậm chí không cần GG, nhà sẽ nổ. GG tới The Leap. Vâng, các bạn vừa đến